Caesar biết tại sao không? Âm binh của ông thầy bùa đó tìm đủ mọi cách để hại thứ gia cho bằng được. Tốt nhất Caesar hãy ở nhà đợi đến khi nào qua trăng tròn hạ tiếp tục nha Caesar. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà hôm nay có khỏe không? Hôm dài con không đi quay được, con cũng buồn lắm nha. Tại vì là con bị trục trặc một số câu chuyện không thể nào mà tả nổi hết trơn. Cả nhà còn nhớ cái ngày mà 23 mà anh Ngụ với bé Hành Tâm nói là con không được đi vào ban đêm, cả nhà còn nhớ không? Thì do là con cũng sơ ý đó, là đâu biết đâu, tưởng là ban đêm mình không đi đến nơi đó thôi, nhưng mà con đi ban ngày á, chạy xe xong rồi con bị té xe luôn nha. Cái giò con bây giờ nó làm độc, nên nó con qua chỗ nhà anh xem con sức thuốc này, cả nhà thấy không? Nhưng mà cái tay chân thì không sao, nhưng do là con bằng áo phát với tay dài á, nó không có bị chạy gì, chỉ là có giò không mà cái nó muốn làm độc rồi, không dài con không đi quay được, con sợ nó bị này kia nữa, thêm khổ thêm nữa. Thì con nói cái nhà luôn, thì cái người mà ngồi sau lưng con á, lúc mà con đi chạy xe biết nói sao giờ ta, là chị Mến đó nha. Con chở Mến con với chị đó đều té luôn nha, nhưng mà đỡ, con không biết là nó sao. Chị lúc đó con cũng bàng hoàng, là con sợ là chị Sáu bị cái này kia, rất là sợ luôn, do là chị cũng là người bên nước ngoài về đó rồi, về cùng đi con phát quà rồi, sợ chuyện này kia nữa. Nhưng mà mai là dễ bị ngoài da không à. Để bữa nó con sẽ cùng lại chim nói gõ về chuyện này nha. Đây nè cái nhà nhìn thấy nè, nó bây giờ ối số kỳ ta nè, nó giờ nó muốn làm độc luôn đó nha. Nhờ hơn là chị Sáu Mến không có sao, nếu có chuyện gì nữa khổ con muốn sức thuốc không dài đó cả nhà ơi, nó muốn khô mài mà con đợi cho nó lành hẳn mới đi quay được. Thì cả nhà cũng thông cảm cho con nha, con thì cũng cố gắng, khi nào mà lành ảnh hết thì con sẽ. Cả nhà nghe tiếng y gan là anh Ngụ luôn đó nha. Bây giờ con sẽ tắt máy, bây giờ con ra ngoài rồi trò chuyện với anh Ngụ nha. Thì cái buổi livestream tiếp theo thì con sẽ nói rõ về nguyên nhân tại sao mà bị cái giò ra chị Sáu nữa, chị Sáu Mến đó cả nhà. Tại vì chị đó thứ Sáu, còn thứ con kêu bằng chị Sáu Mến. Thì tới đó con sẽ trò chuyện với nhà nha. Bây giờ con sẽ đi ra ngoài trò chuyện nha. Rồi đi cả nhà ơi. Em nghe nè anh ơi, anh đâu rồi? Kêu con ra đây mà con không có đem cái gì hết trơn, sao mà em đây nè anh. Em không sao đâu anh, em cũng tưởng là băng đêm không có đi được, thử ra là em đi cái đường bình thường lắm mà em không biết tại sao em té nữa. Cũng
được đi mà. Như gia biết tại sao không? Âm binh của ông thầy bùa đó tìm đủ mọi cách để hại thứ gia cho bằng được. Tốt nhất thứ gia hãy ở nhà đợi đến khi nào qua trăng tròn hạ tiếp tục nha thứ gia. Nhưng mà nếu mà em nghĩ lâu quá rồi cô chú buồn đó, tại lâu hùa mấy hôm dài không đi quay được nữa. Nếu như vậy nhân lượng và tính mạng thứ gia chọn cái nào hả? Dạ tính mạng là quan trọng. Lúc thứ gia bị ngã, thứ gia ơi, đời rất là đau lòng. Tại vì đời cũng muốn tốt cho thứ gia nên nói như vậy, thứ gia hãy hứa nha. Dạ, em sẽ nghe lời anh. Thiếu gia cũng biết là để dạy kinh cho những ân hồn nghe rất nhiều, nên đợi cũng có khi không đến kịp nữa. Cái ông đó bây giờ tu như thế nào rồi hả anh? Oan hồn đó học rất nhanh, sắp được rồi đó thiếu gia. Ồ, vậy là quá tuyệt rồi. Nhưng mà em ra đây gấp quá, em không có đem gì cho anh dùng hết trơn. Không sao, thiếu gia đừng lo chuyện đó nha. Lần sau thiếu gia giúp đỡ ba tánh nghèo khổ thì thiếu gia khuyên những người giúp thắp ba nén nhang và cầu nguyện. Hôm nay con hát nguyện ở nơi đâu thì phải nói cho cụ quyền thất tổ người đó biết nha. Tại vì tất cả tiếng họ đều khổ cụ quyền thất tổ cả. Nếu mình đi hát nguyện mà không thua với cụ quyền thất tổ thì cũng như không thôi. Mong rằng ba tấm đều biết. Để đại giải thích cho thiên gia hiểu. Giống như thiên gia đi đâu cũng phải nói cho phụ mẫu biết là thiên gia đi đến nơi đó. Thiên gia hiểu chưa? Đệ cũng âm thầm đi theo giúp đỡ cho thiếu gia về chuyện mà thiếu gia gặp nạn. Nhiều khi đệ đến chảy thì thiếu gia đừng có trách đệ nha. Do đệ còn dạy kinh cho những an hồn nha. Qua trang tròn, tất cả hơn linh đệ sẽ dẫn đến nơi đây cho thiếu gia. Họ cũng rất nhớ thiếu gia lắm. Nhưng để dẫn kiềm nhẫn cho họ không đến nơi đây sớm hơn mà đại đã hứa là thực hiện cho họ được mang siêu thoát. Đại biết kêu thiếu gia ra đây là mất giấc ngủ của thiếu gia để có lỗi. Thiếu gia ơi, có buồn ngủ lắm không? Không, em không sao đâu anh. Em sẽ đợi anh ơi. Dạ, vô thôi cả nhà ơi. Lát nó còn sẽ đi quay. Dạ, còn vô thôi cả nhà ơi.